Lily có thể chia sẻ cho chương trình Real The Best biết về người ấy được không ạ? Tôi rất thích cậu ấy, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chưa thể nói một câu rõ ràng với cậu ấy là người tôi thích chính là cậu ấy. Tôi là Lily, chắc các bạn đã biết tôi qua báo chí và truyền thông. Hiện tại tôi là người mẫu tự do. À, người ta hay gọi tôi là hot girl Lily. Tôi là một hot girl đời đầu. Tôi nghĩ các hot girl đàn em bây giờ khó mà qua được tôi. Một làn da trắng hồng, một gương mặt tươi sáng, bí quyết ư? Rất đơn giản, vì bây giờ tôi đã có Mira. Bây giờ các bạn gái không quá khó để có thể trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Hãy cùng tôi chia sẻ bí quyết. Xong chưa? Quay hoài, mệt quá. Trời ơi, mình chưa hô cắt, nó hỏi mình xong chưa luôn. Dĩ nhiên gì mày lạ kỳ. Mà nè, kịch bản đâu có thoại như vậy đâu hả? Dạ, em đâu có đưa kịch bản như vậy cho cô ta đâu ạ. Vậy sao cô nói vậy? Em nghĩ là cô tự ý hả, đổi kịch bản đó anh. Thiệt là... Thiệt là sao em? Để em đi lấy nước cho chị nha. Anh, hồi nãy em diễn được không anh? Cho em coi lại với. Cũng được em, nhưng mà câu thoại có chút xíu vấn đề là nó không có giống trong kịch bản. Sao? Sao em không chịu thoại giống trong kịch bản? Không thích. Sao là không thích? Em phải tôn trọng kịch bản, tôn trọng khách hàng chứ em. Em làm vậy là chết anh rồi Ly. Nè 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 nè, lấy cái tay ra coi. Xin chào, tôi là Lily, hot girl đời đầu, các bạn biết đó. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều, nên nhan sắc của tôi theo thời gian có chút ảnh hưởng. Trong một thời gian dài, tôi đã rất đau khổ vì nhan sắc của mình. Từ ngày có Mira như một thần dược đã giúp tôi lấy lại tuổi thanh xuân của mình. Nè nè nè, ai nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần hả? Rồi còn cái gì mà ảnh hưởng nhan sắc, rồi kéo dài tuổi thanh xuân? Nhìn kỹ đi, bây giờ nhan sắc của tôi làm sao? Ai viết kịch bản, ai viết kịch bản mà bắt tôi đọc những cái lời lố bịch như vậy chứ? Ủa? Chứ không phải em phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần giống trong báo nói hả? Ủa, nghĩ sao mà 20 lần? 20 lần mà tôi còn đứng đây nói chuyện với ông á hả? Ê, nhưng mà kịch bản này khách hàng đã duyệt rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi, cứ như vậy mà làm theo, ok? Nhưng mà lúc đầu mọi người đưa cho tôi kịch bản không phải như vậy. Ai sửa kịch bản khúc cuối? Cái chuyện sửa kịch bản và phút cuối á là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ cô đã ký hợp đồng rồi thì cứ vậy mà làm thôi cô. Tôi mệt quá, tôi đi về, tôi không làm nữa. Cái thứ hot girl rẻ tiền mà cứ tưởng mình là sao? Nè, nói lại nghe coi chơi coi. Anh nói á, em là hot girl lỗi thời. Hot girl hết thời như em mà được anh mời là may cho em rồi. Em tưởng em còn hot như ngày xưa mới lên hả? Không có đâu em, rẻ tiền lắm em ơi. Ok, tôi nói nè, tôi đền hợp đồng. Còn nếu mà muốn tôi quay á thì đổ đạo diễn đi. Nói thiệt nha, cái thứ đạo diễn gì mà lung. Gì gì gì? Ủa trời ơi, cây lộn vậy luôn á hả?
Ê, bà này hồi sáng giờ bà đọc cái gì á? Truyện tranh. Biết là truyện tranh rồi, nhưng mà truyện tranh của nước nào? Chứ nhìn thử coi, trời ơi, nó vừa giống truyện Nhật mà nó vừa giống truyện Hàn Quốc đó. Giả sử Việt Nam. Chứ có thể loại luôn hả? Ừ. Mà kỳ vậy trời, đang tâm lý đó mà đọc truyện là sao? Ví dụ như đọc truyện Doraemon tôi còn cho có lý đúng không? Trời ơi, vậy là còn đỡ đó nha. Họ đã biết đọc cái gì không? Đọc gì? Thần Đồng Đất Việt. Trời, ủa là gì luôn á? Ừ. Mà mỗi lần bà buồn là bà vậy đó. Từ nhỏ tới giờ rồi, tôi hiểu lắm. Mà đâu ra cái thói buồn là đọc truyện giả sử gì trời. Chứ làm gì giờ? Trời, bà nghe luôn hả? Bà nổi lớn. Theo. Ê, từ sáng giờ trên mạng toàn là scandal của bà nè. Vậy mà còn ngồi đọc truyện tranh được nữa hả? Chứ giờ biết sao giờ, một miệng không cãi lại được đâu. Cho nên thôi, ngồi ăn cho sướng, quan tâm làm gì. Trời ơi, nói như bà sao mà được. Bà thiếu tới 200 triệu lần đó. Ừ, đúng rồi. Gia đạo diễn làm lố á, không phải 200 triệu đâu. 200 triệu mà tôi còn ngồi đây ăn ngồi cuốn mới lạ. Vậy chứ nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. Nhiều mà. Trời ơi, ban đầu là nói 200 triệu, bây giờ là nói 100 triệu. Nhưng mà hai cái đó là số nhiều, chứ đâu phải 100 ngàn, 200 ngàn đâu mà mày giỡn dơ vậy. Tiền đâu mà trả? Thì tôi định á hả, là bán đồ trang sức. Với lại hả, tôi còn có tiền tiết kiệm để mở cà phê shop đó. Nhưng mà cái tiền tiết kiệm đó đó là cái tiền tiết kiệm của bà để bà mở cà phê shop. Bây giờ bà rền cho người ta ăn vậy rồi, tiền đâu mà mở cà phê shop. Thì đúng là tiền tiết kiệm để mở cà phê shop. Nhưng mà sao bây giờ, thà trả tiền cho người ta. Với lại á, mình làm ra tiền mà không có sao đâu. Trời ơi, nhưng mà bà phải hiểu á, là bây giờ tiền kiếm khó lắm. Với lại á, bà đang scandal tùm lum vậy nè, ai mời bà đi làm nữa, đúng không? Ừ. Tôi có cách này, hai người chắc chắn giúp được tôi luôn á. Người từng là một tiểu tiên, vậy mà làm trái quy tắc tìm hiểu về việc cái phàm trần, ảnh hưởng tới luật tiên. Nay ngươi sẽ bị đày xuống phàm trần vô thời hạn. Đã đến hố trần gian rồi đó. Tiên có muốn nói lời từ biệt không? Tôi không thể giúp cậu được nữa rồi. Xin lỗi cậu nha. Xin lỗi gì chứ? Do tôi tự gây chuyện thôi. Tôi lo lắm. Cậu mất từ khi mới sinh ra, sau đó được lên đây. Ở đây cũng gần 200 năm. Cậu quen rồi. Dĩ như tôi còn kinh nghiệm sống dưới trần 37 năm. Nếu mà bị đày xuống trần gian á, tôi còn xoay sở được. Kinh nghiệm sống ở trần gian á, cậu chẳng có. Bây giờ mà bị đày xuống trần gian nữa, sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng giống như tôi, lúc đầu tôi mới lên đây cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng may là có cậu giúp đỡ tôi. Tiên nè, cho tôi ôm một cái được không? Từ lúc tiên mới lên đây đó, tôi đã xem tiên như một người thân rồi. Từ lúc mới sinh ra, tôi đã mất rồi. Tôi không nhớ cha mẹ mình là ai nữa. Tôi xem tiên như là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Tôi đi đây. Khoan đã. Khi xuống trần gian, cậu hãy theo cái địa chỉ được khắc trên đây. Người ở địa chỉ này sẽ giúp đỡ cậu. Họ là những người tốt.
Khi ở trần gian, cậu đừng đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài, mà hãy đánh giá ở tâm hồn. Cậu cứ nói cậu là con trai nuôi của tôi, họ sẽ giúp đỡ cậu. Hồi nhỏ, ngươi đã ở tiên giới tu luyện, phép lực mạnh của ngươi ta sẽ thu hồi, và phép lực yếu ớt còn lại dâng ở trong bản thân của ngươi, vì nó như linh hồn và trái tim của ngươi. Wow, các bạn có nhìn thấy không? Có một vật thể lạ đang rơi. Hiện giờ chúng tôi cũng chưa biết đó là vật thể gì nữa. Chúng tôi vừa phát hiện một vật thể lạ đang bay trên bầu trời thành phố của chúng ta. Hiện tại người dân nơi đây đang rất hoang mang. Chúng tôi vẫn đang cập nhật thông tin, sẽ gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất. Trái đất dạo này sao nha? Sao băng sao chổi rớt quá trời rớt kìa. Nó rớt nữa kìa. Ước gì một lần có một ngôi sao nào đó rớt trúng người mình. Không. Không có nghe má. Ôi không có, đừng có rớt. Rớt bể xốp kỳ lắm. Thôi ế chết. Ế nhẹ quá trời vậy nè. Giờ cả đống đồ này bỗng lẽ bận hết. Đâu có vừa. Một, hai, ba. Vô! Vô lẹ lên, lẹ lên. Rồi, vô đi. Hôm nay buôn bán rất là khấm khá. Trời ơi. Hôm nay hả? Tao nói hả? Thiệt á. Bây giờ bán hết cái đợt hàng này là sẽ đủ tiền bồi thường cho vụ scandal hôm bữa. Nhưng mà mới chút xíu thôi. Còn nhiều. Nhưng mà đây là một cái động lực để cố gắng bán đồ, trả nợ, cố gắng lên, đúng không? Ừ. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ừ. Sao mà buồn quá vợ? Tôi biết là bà lo cho tôi, nhưng mà không có sao đâu. Không có gì làm khó được Lily hết trơn á. Ừ, đúng rồi. Chỉ cần bán xong đợt quần áo này tôi sẽ ổn thôi. Cho nên bà đừng có lo. Ừ. Của cải là do con người làm ra mà. Ừ. Có người làm ra của cải mà, chứ của cải đâu có làm ra con người đâu, đúng không? Vô đi. Vô đi mấy đứa. Vô. Lẹ lên vô. Quay. Sao rồi? Đi anh. Khoan anh. Hay mình để lại một ít tiền cho Lily nha. Em vừa nói gì? Em y khùng hả? Tụi mình đang rất là khó khăn. Anh đang cần số tiền này để trả nợ. Không thôi tụi nó chém anh chết. Em biết. Nhưng mà Lily cũng rất là khó khăn mà. Mình cũng tại nữa. Học rồi làm ca sĩ làm gì vậy? Để người ta lừa hết tiền thấy chưa? Em biết. Anh xin lỗi. Được chưa? Nhưng mà Lily cũng cần tiền tiết kiệm. Mình chỉ muốn đổi số tiền bán đồ này của Lily thôi. Chừng nào có anh sẽ trả cho.
Em cứ yên tâm đi. Mà nè, mình còn đứa con trong bụng nữa. Chả lẽ em muốn nó sinh ra mà không có cha sao? Đi thôi. Sao ngủ gì lạ vậy nè? Hả? Lily ăn mặc phản cảm, tới thái độ vô lễ với đàn anh. Nhìn đẹp vậy mà tai tiếng quá ta. À, thì ra là nhà của kẻ tai tiếng. Mà sao tiên ấy lại cho mình địa chỉ này ta? Đừng đi. Ủa, cái gì không anh chị? Ủa, có Tiêu ở đây không em? Tiêu nghỉ cách đây một tuần rồi mà. Hả? Cái gì? Tiêu nghỉ cách đây một tuần rồi. Ủa, má tìm Tiêu có gì không anh chị? Bạn bè gì kỳ vậy? Lừa lấy hết tiền của người ta rồi kìa. Alo, ừ. Mày đâu? Mày đâu vậy? Tao tới rồi nè. Ê, mày tới đây nhanh đi. Ở đây xuất hiện thằng biến thái lắm mày ơi. Cô, cho tôi hỏi này cái. Cái này là cái điện thoại đúng không? Nó gọi là... smartphone. Cho tôi mượn cầm cái. Tóc này hợp với em lắm á. À mà anh nhìn em khoảng tầm bao nhiêu tuổi? Em cũng tầm học lớp 11, 12. Ý là trẻ đúng không anh? Ủa, vậy chứ em lớn hơn hả? À không, em cũng tầm khoảng đó. Vậy mà anh cứ tưởng anh đoán sai chứ. Ai vậy? Ai mà nhìn cũng đẹp trai vậy? Cậu đến đây tìm ai? Không biết. Cô có ai tên là Nguyễn Thư Hương Mai không? Đó là mẹ của tôi.
Mẹ con sao? Tôi là con trai nuôi của mẹ cô. Hả? Công nhận mẹ bà biết sinh con nuôi ghê, nhìn đẹp trai dễ sợ. Chị ơi, điên quá à bạn ơi. Thôi đi. Bà trai bụng. Nhà cô cũng nhiều đồ thật. Thì bữa giờ quên chưa có dọn dẹp. Ủa, mà mẹ tôi nhận cậu làm con nuôi hồi nào sao tôi không nhớ? À, cũng lâu rồi. Từ khi tôi mới đẻ đã nhận rồi. Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tôi học lớp 11, 12 rồi. 11 hay 12 nó quan trọng lắm. 12. Ủa, vậy cách đây 17 năm mẹ tôi nhận cậu làm con nuôi hả? Đúng rồi, 17 năm. Sao cái lúc mà mẹ tôi qua đời mẹ tôi không nói gì cho tôi biết ta? Chắc quên á. Mà cậu tới đây làm gì? Mẹ tôi mất lâu rồi. Hồi năm tôi học lớp 6 mẹ tôi bị bệnh qua đời. À, tôi đến đây không phải tìm mẹ, tôi tìm chị. Tìm tôi để làm gì? Tôi xin ở nhờ. Cái gì? Xin ở nhờ là sao? Cậu không ở nhà cậu đi. À, tại tôi không biết đi về đâu hết. Sao không biết đi về đâu? Không lẽ bỏ nhà đi bụi hay là gia đình có chuyện gì? Gia đình tôi... Thôi, kêu bằng anh đi, cho nó thân mật. Gia đình em gặp nhiều chuyện lắm. Chuyện gì? Chuyện gì mà đến nỗi mà không có chỗ ở? Ba em bị bệnh nặng, sau đó qua đời. Mẹ em không chịu nổi cú sốc, cũng đi theo ba em luôn. Cái gì? Hai người? Người đi trước, người đi sau vậy đó hả? Rồi chết đâu mau rồi? Cũng mới đây thôi. Mới đây? Chắc em nó chưa vượt qua khỏi cú sốc tinh thần này. Nhưng mà cậu đến đây không đúng lúc rồi. Thân tôi còn lo cho mình chưa xong nữa, sao giúp cậu được? Đúng rồi, Lily mới bị giật một cục tiền đó. Rồi bây giờ nợ nần chồng chất, làm sao mà lo nổi cho cậu được? Ê, tôi tính vậy đi. Hay là qua nhà tôi ở nha. Hả? Nè. Được mà. Bây giờ bà nghĩ coi, bà thì đang trong thời gian khó khăn, không biết lo bao nhiêu thứ, rồi phải coi đổi nhà đi. Chứ một tháng bao nhiêu tiền? Tiền đâu mà đóng tiền nhà? Bây giờ như vậy, đi qua nhà tôi đi. Tôi có hai phòng, tôi sẽ share ra cho bà. Bà một phòng, tôi một phòng. Còn bé này ở chung với tôi. Không được đâu, tôi ở đây quen rồi. Quen cái gì mà quen? Quen nhưng mà bây giờ tiền đâu bà đóng tiền nhà hàng tháng nè. Tôi có tiền mà. Chỉ cần bao nhiêu đã trả nợ và đóng tiền nhà. Quanh hết là triệu. Quanh hết rịch là gì? Là 100 triệu. 100 triệu hả? Được, khi nào cần? Trời, nó cho liền luôn. Đâu mà có nhiều tiền vậy? Biến ra dễ mà. Hả? À, ý tôi là ba mẹ tôi giàu có lắm, để lại tiền cho tôi rất là nhiều. Bà thầy bói bà nói đúng. Số tao là cái số lấy chồng đại gia. Thôi mà. Không phải, ý tôi nói á, giờ bà mượn tiền nó đi. Nhưng mà cậu cho tôi mượn tiền, cậu có lấy lời không? Bà điên hả? Trời ơi, chồng tôi cho bà mượn tiền, làm như lấy lời. Thôi. Ý tôi nói là bây giờ nó cũng mang tiếng là em nuôi của bà. Mà cái mặt nó ngu ngu nữa,
Bây giờ bà cứ mượn tiền nó đãi đi, rồi từ từ mình tính mình trả. Không cần trả đâu. Hả? Cho tôi ở chung nhà được rồi. Alo, dạ, em chào chị. Dạ, em đang ở phim trường. Trời ơi, ở đây nóng quá chị ơi. Dạ, dạo này em bận quá trời luôn á. Mấy cái scandal đó nhầm nhò gì với em? Dạ, em sắp xếp được mà. Dạ, số tiền đó chỉ là một phần nhỏ đối với em thôi. Em xây cái một à, chị yên tâm. Dạ, vậy nha chị. Ok, dạ, chào chị. Có gì em gọi chị sau ha. Chị đang ở nhà mà sao phải nói dối chi vậy? Mà phim trường là gì vậy? Trời ơi, cái gì cũng hỏi hết à. Nít nôi biết gì. Mà cậu ngộ thiệt á, cái gì cũng không biết không hiểu. Mà cậu từ trên trời rơi xuống hả? Nói chung á, làm người á phải biết giữ giá biết không? Sống trong thế giới này á, nhiều khi cũng phải biết nói dối một chút, hiểu không? Ê, tôi mới muốn hai đếm nè. Tôi này á, tôi cứ nó xoay, nó xoay á. Nè nè, nhìn này nha. Nè nè, xoay. Ôi, ghê không? Còn cậu nữa nè. Nè nè nè, xoay. Ôi, ghê không? Ghê. Còn nữa nha, nè nè. Xoay. Ôi, giữ ha. Nè, nói nghe này nha. Cái này á, có nhiều chức năng lạ lắm. Tôi định đặt tên cho nó là Mẫn Muội á, được không? Cái gì? Mẫn Muội. Mẫn Muội. Ừ, hồi nãy á, theo tôi tìm hiểu nha, thì Mẫn á là thông minh. Còn Muội á là em gái thông minh. Tên hay hay ha. Tên ý nghĩa nữa. Sao cậu biết nó là con gái? Mình gọi nó là cá điện thoại. Mà cá là gái chứ sao? Khùng quá à. Ai đi đặt tên cho cái điện thoại trời? Kệ tôi đi. Thôi, dẹp Mẫn Muội của cậu sang một bên đi. Nói về vấn đề chính. Vấn đề chính gì chứ? Bộ cậu không định đi học hả? Định ở nhà luôn hay sao? Thôi, tôi không đi học đâu. Theo tôi tìm hiểu á, thì thật phiền phức lắm. Phiền? Đi học mà phiền hả? Đi học bị bắt ở trường cả nửa ngày. Thôi không đi đâu. Trời ơi. Ơ, em dưới đâu rồi nè? Thì sao? Chị ăn kem mà dùng muốn bự như vậy? Lấy muốn nhỏ đi. Nhìn bộ dạng như chị, ai cần hot girl chứ? Thì sao? Đừng đánh trống lãng nữa. Lớp 12 rồi, lâu mà đi học đi, lên đại học đi. Đại học gì nữa? Giữ mặt hả? Cậu có biết là cậu mà không đi học á, thì ba mẹ cậu sẽ buồn lắm không? Lớp 12 rồi, cuối cấp rồi, ráng mà đi học đi. Cậu phải biết nghĩ cho ba mẹ cậu đã qua đời nữa chứ. Ngoan, đi học đi ha. Dù cậu cho tôi mượn tiền thật, nhưng không phải muốn làm gì làm đâu nha. Cậu mới 17 tuổi thôi. Tôi á, cũng là người giám hộ của cậu. Cho nên á, nghe lời chút đi. Đừng có để chị điên lên, hiểu chưa? Thôi, ăn kem không? Không ăn. Chán một mình đi. Ok, không ăn thì thôi. Không ăn á thì cũng phải đi học. Nè, đâu ra cái lò con nít con nôi nói chuyện với người lớn như vậy hả? To tiếng. Nè, cái này cái gì đây? Sao chị heo qua đồ lung tung quá vậy? Hai chùm lông này là cái gì nữa? Đứng gì lấp lánh đây? Nè, đó là cái gì vậy? Đó giờ tôi chưa thấy luôn á. Cũng giống như là Mẫn Muội của cậu vậy á.
Xin chào cả lớp. Đây là bạn học sinh mới của lớp mình. Em hãy giới thiệu một vài điều về bản thân đi. Xin chào các bạn. Mình tên là Dương. Mong bạn giúp đỡ. Em ngồi chỗ kia nha. Dạ. Hi bồ. Tôi tên là Thịnh. Hi, mình là Hy An. Chào bạn. Trước đây Dương học trường nào vậy? À, ở một nơi khá là xa nơi đây. Ủa? Vậy không phải là người Sài Gòn hả? Mình không phải người Sài Gòn. Có gì thì nói An nha, An sẽ giúp đỡ. Trời, học chung với nhau 3 năm sao bà không nói vậy với tôi? Ok. Công nhận là mặt cho mày càng ngày càng đẹp luôn. Đẹp quá à. Như phạm băng băng á. Ê, mà nói nghe nè. Bữa giờ dính scandal, nhiều khi đi event tôi thấy hơi lo, bất an quá. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Ê, tao có cách nè. Sao? Đây, để tao chùi hết, ở nhà. Thôi, nói vậy thôi, chứ phải đi chứ. Trời, đã biết nói như vậy á thì còn hả, nói này nói nọ làm chi. Mày phải làm sao á cho người ta giật mình về mày sau scandal. Ừ, là mày hả vẫn còn tươi tắn, người ta sẽ nể mày hơn. Mày hiểu không? Trời ơi, thiệt á, mốt không biết tao chết ai dạy mày nữa. Ừ, nó tầm bậy hoài. Ê, mà nói nghe nè. Sao hồi sớm giờ đi qua đây á không thấy anh đẹp trai? Anh đẹp trai rồi. Anh đẹp trai nào vậy ba? Bạch Dương á. Trời ơi, nó còn nhỏ mà kêu nó là anh gì? Nhỏ gì? Nhỏ mà là trai là kêu bằng anh hết. Mà còn trai đẹp là kêu bằng chồng luôn. Trời ơi, nói với tôi thôi nha. Đừng có nói trước mặt nó đó. Biết rồi, nó nói mặt nó chảnh sao, đúng không? Ừ. Mà ảnh đâu rồi? Đi học rồi. Trời, nó chịu đi học rồi hả? Trời, thiệt á. Mà sao mà không học trường cũ mà bây giờ học trường mới? Chuyển trường rồi, tại vì trường cũ xa quá. Ừ, đúng rồi. Chồng tôi lận đận dễ sợ. Nhưng mà biết sao không? Chuyện này hả? Trời ơi, không ngờ tới luôn đó. Vụ gì? Trời ơi, học giỏi lắm. Trời ơi, biết sao không? Nhìn mặt khờ ngu vậy á, nhưng mà An học giỏi lắm luôn á. Ủa vậy hả? 11 năm liền học sinh giỏi, lật học bạ ra 9 mà liên tục luôn. Trời ơi, văn tả cái gì mà được 9 điểm rưỡi luôn á. Trời ơi, chồng tôi giỏi vậy luôn hả? Hú hồn chưa? Trời ơi, tôi ngưỡng mộ chồng tôi quá. Tao không biết văn mà chồng tôi với cái gì mà hả? 9 điểm rưỡi. Xuất sắc ok. Không ngờ giỏi ghê luôn á. Nhanh lên đi. Biết rồi. Thủ tục gì mà tùm lum vậy nè. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký. Bằng chính: trung học cơ sở, trung học phổ thông. Toán 9 điểm. À mà không, 10 điểm rưỡi. Mà dưới này 10 điểm cao nhất rồi. Trời ơi, nhanh lên đi. Xong rồi, ra giờ nè. Thôi chứ 10 để cho lẹ. Nhìn đi, đều ghê luôn không? Ừ. Thấy hiện tượng lạ cho nên tôi phải chụp hình lại, để bữa nào post lên Facebook khoe mình có đứa em thiên tài. Nhìn lơ ngơ vậy ai ngọc giỏi kinh khủng. Tôi cũng không ngờ bà học ngu vậy mà có thằng em học giỏi kinh khủng. Ông này cứ vậy hoài. Lơ ngơ, ai đời nói xấu ngồi giúp đỡ mình chứ.
Tụi tôi đang khen mà. Chào Minh, mới về hả? Đi học có mệt lắm không? Ủa, mà sao hôm nay cậu về sớm vậy? Hôm nay tôi học có 4 tiết à. Chị đi event hả? Ờ đúng rồi, có mình bả đi thôi, còn tôi ở nhà. Đừng nghe thêm scandal nữa nha. Chồng tôi nhìn tôi cười với tôi kìa trời. Thôi đi, đừng có nói vậy, nó mới có 17 tuổi thôi. 17 tuổi thì 17 tuổi, hồi tôi bằng tuổi nó hả, tôi biết nhiều chuyện dữ lắm rồi đó. Đúng rồi, 17 tuổi biết nhiều lắm, chưa chắc hai mấy tuổi biết nhiều 17 tuổi đâu. Vậy hả? Chút xíu hôm qua mình tìm kinh nghiệm được không? Anh lại cười. Thôi tôi đi qua bển đây. Very slow. Chương trình Real The Best của bà đang hot lắm á. Bà phải biết nắm bắt thời cơ nha, đừng có như Lily. Hồi xưa nổi quá trời, bây giờ hết thời rồi. Đâu, nãy tôi thấy ống kính còn chỉ quá trời mà, còn hot dữ lắm. Nói nghe nè, chỉ vô để coi xem có còn phẫu thuật thẩm mỹ gì nữa không thôi. À, hồi đó bà chơi thân với Lily, lúc đó Lily sao? Thì cũng bình thường, mà đua đòi muốn chơi trội cho nên đi sửa. Ai dè sửa bị hư chứ sao? Nãy tôi thấy trên mặt xuất cả ký phấn, chắc nếp nhăn bắt đầu xuất hiện rồi á. Tôi mà như Lily á, tôi đi lấy chồng cho rồi. Thời bây giờ hot girl như vậy là già lắm rồi. Tin tôi đi, vài năm nữa mấy cái silicon mà hết hạn á. Coi này nha. Phải gọi là siêu hot girl. Lấy chồng là phương pháp tốt nhất rồi. Bà thấy tôi nói đúng không? Ủa, Thiên Tài đang học bài hả? Ừ, ngày mai có một tiết kiểm tra. Chị đi event về, có vẻ vui quá hả? Tất nhiên là vui rồi, hôm nay gặp ai cũng hỏi han tôi. Có lộ hàng gì không đó? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì tốt. Nè, học bài xong chưa vậy? Chị với chanh vậy, ăn được không vậy? Món truyền thống của tôi khi nhậu đó. Nhìn kỳ vậy? Ăn được không? Được chứ. Ủa, còn mặc đồ gì vậy? Bộ trời lạnh lắm hả? Cả tôi đi. Thôi, vô đi. Vô. Trời, sao không uống bia? Uống mới uống bia. Đập đi. Người ta nói á, đàn ông mà không biết uống bia không phải là đàn ông đâu. Gì chứ? Cậu chưa nghe hả? Chưa. Chị đừng có mà dụ dỗ trẻ vị thành niên uống bia nha. Mà tôi mới 17 tuổi thôi, không phải đàn ông. Theo tôi tìm hiểu á, thì tôi là con trai nên tôi nước ngọt. Nè, cậu thấy tôi làm sao? Sao là sao? Tôi có xinh không? Chị là hot girl mà, tất nhiên là phải xinh rồi. Nhưng mà người ta nói tôi đẹp giả tạo. Cậu biết không, hồi nhỏ lúc mẹ tôi buồn, tôi đến hỏi mẹ sao mẹ buồn vậy. Mẹ đặt tay lên gương mặt tôi và nói là chỉ cần ly cười với mẹ một cái là mẹ sẽ vui liền. Mẹ tôi nói chỉ cần tôi luôn xinh đẹp, sống vui khỏe, có nhiều người ngưỡng mộ là mẹ tôi sẽ rất hãnh diện vì tôi. Tôi đã cố gắng
hoàn thiện bản thân rất nhiều. Theo tôi nghĩ, mẹ của cô muốn cô sống một cách vui vẻ và thanh thản. Khi con người sống một cách thật thanh thản thì tự nhiên sẽ đẹp ra thôi. Chắc là vậy. Tôi là hot girl não phẳng, mà trên báo hay nói, trên mạng hay chửi. Chắc là tôi đã hiểu sai ý của mẹ tôi rồi. Kiểu lơ ngơ đó hả? Ừ. Thì cậu là thiên tài, tôi là hot girl lơ ngơ. Cậu biết sao không? Hôm nay tôi rất là vui. Tôi nhận ra có nhiều điều ở trong cuộc sống này không giống như tôi nghĩ. Lúc trước tôi nghĩ là sẽ có một người sẽ theo mình suốt con đường dài, nhưng mà ai cũng có một con đường khác để đi. Rốt cuộc tôi chỉ còn lại một mình trên con đường của mình. Rồi tôi chợt nhận ra không ai có thể đi theo mình mãi được, nên tôi phải thật mạnh mẽ để đi tiếp con đường của mình. Thank you.
Ê ê, Dương Dương, mày đang làm gì vậy? Đang chơi game cá mập, game này cũng hay lắm. Trời ơi, thời buổi giờ ai chơi mấy game này, con nít như vậy, cho mượn điện thoại coi. Ê, đang chơi mà. Trời ơi, cho mượn xíu đi, đang hứng mà. Mấy ông đâu? Hết pin rồi, đang sạc. Trời ơi, vậy đợi sạc xong rồi chơi tiếp. Thôi, đang có hứng mà. Đang có phim. Phim gì? Lại đi coi đi biết. Ê, sao? Coi trong như thế, phòng nổi im lặng. Trả mù rồi cho tôi. Mẫn mũi của trong sáng lắm đó nha. Cái gì? Này là mẫn mũi à? Ừ, nó là mẫn mũi đó thì sao? Nói cho mày nghe nè. Mày có cái này, đại học tốt bông sinh, hiểu không? Coi đứa cái mặt kìa, quá thâm buồn luôn. Không, không biết gì á. Nhưng mà cầm đi, toàn phim tiệm tộc không đó. Thằng khùng này. Cầm đi khổ quá. Đã nói không mà. Chuyện gì vậy? Dạ, không có gì thầy. Không có chuyện gì hết đúng không? Vậy lên trả bài luôn đi. Thằng điên này, bỏ cái này vô lúc nào đây? Là tiên mà, không phải. Mở cửa Lily. Lily ơi, dậy đi. Dậy đi Lily. 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 Mở cửa đi mà. Lily. Lily. Dậy đi Lily. Lily ơi. Dậy đi mà. Lily. Lily. Trời ơi, sao cậu vô đây được? Cháu của Chung nha. Cái gì? Mới coi phim ma xong, sợ ma quá à. Lần đầu tiên coi sợ quá à. Nha 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 nha. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời ơi, không được. Đi ra, đi ra. Ê, đừng cậu mà. Cậu bị điên hả? Đi ra, Lily. Đi ra. Không có được. Ê, đi ra mà. Cháu của Chung đi mà. Đi ra. Đừng. Trời ơi, cháu của Chung đi mà. Không có được, đi ra. Mở cửa đi. Lily. Mở cửa đi mà. Tôi sợ quá à. Lily. Mở cửa, mở cửa. Dương Vũ Chung hả? Đi. Trời ơi, vẫn mặt với chị hả? Lily. Mấy giờ rồi hả? Vô Vũ Chung đi mà. Cái gì mà Vũ Chung? Hả? Đi. Ôi, đi. Vũ Chung bình thường mà. Đồ ích kỷ. Trời ơi, biết gì xem phim của ông Thịnh cho rồi. Làm gì mà mắt hầm quần vậy? Hôm qua luyện quá phải không? Nói nghe nè, còn mấy đĩa, mấy bộ nữa, hay lắm, coi không? Tối xem cho. Im lặng chút đi. Thôi, xem mình. Ê Dương, Dương ơi. Có chuyện gì vậy? Đi coi phim với tôi nha. Hey, cho tôi đi coi với. Mơ hả? Nha. Mà có phim gì? Phim kinh dị á. Hả? Kinh dị. Đi nha, đi nha. Thôi, tôi không đi coi đâu. Đi mà, phim này hay lắm luôn, đang cháy vé ngoài rạp á. Hey, tôi thích coi phim kinh dị mà, cho tôi đi với nha. Thịnh.
cho gói hàng nha. Ok. Ê! 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 Tối nay mấy giờ vậy? Mơ hả? Dương, đi nha, tôi mua hai vé lận á. Thôi thì em đi với Thịnh đi. Thịnh, các bạn xem phim kinh dị đó. Thôi, không đi với Thịnh đâu. Sao vậy? Đi. Ê tụi bay, trời ơi, nhìn nè, nhìn nè. Tấm này đẹp nha. Ủa, nào tấm mới của Lily. Tấm này đẹp. Nhìn bốc quá. Nè. Trời ơi. Lily sẽ sao dữ mày. Ê, mà tao thấy Mai Mi hot hơn mày ơi. Lily nhìn vậy toàn hàng giả không ạ? Cũng được chứ bộ, nhìn nè, đã mắt không? Đúng rồi, mấy đứa hot girl kiểu Lily ấy, chỉ để ngắm thôi, chứ đụng vào ấy, nó bể hết. Hay mày. Coi được rồi, bạn tán gì vậy? Ai đây? Ai biết. Ôi. Ê, mày làng nào à? Thằng nào hả? Tao lớp 12 nha, láo hả mày? Mày học lớp 12, thì kệ mày chứ. Ê, thôi mày muốn gì? Muốn gì hả? Làm gì vậy? Đưa đây. Mày đi với tao hả? Người nhà của nhau không mà, hèn gì bên nhau dữ. Chí phải. Mày nói gì? Muốn mà mắt bên kia luôn không? Nè. Chị xin lỗi nha. Điện thoại của em hư rồi. Có gì chị đền lại cho em ha. Dạ không sao không sao. Em đã sửa được rồi. Điện thoại của em bị đập nát, sao mà sửa được? Để chị đền cho. Mắc mới gì là cho nó. Mày mà nhận đi biết tay tao. Thôi im đi. Không sao đâu, để chị đền điện thoại cho em mà. À, nhưng mà không sao đâu em ơi. Em cứ đưa chị địa chỉ đi, mà chị đền điện thoại khác cho em. Vậy em không cách sao đâu nha. Thật là ngại quá, chị xin lỗi nha. Chị em mình sẽ phi nhẹ cái nha. Ờ, được được được. Tụi bay với mặt cái tao hả? Này, tao cứ gửi cái nào. Để tao chụp. Dương, đi đâu vậy? Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Tụi ta. Nè, đi chậm lại coi. Sao cậu đi nhanh quá vậy? Bộ chị là thần tiên hả? Hả? Thần tiên cái điếu tụi nó đó. Chị có biết tại sao tao đập tụi nó không? Dù gì cậu cũng đánh người ta. Đập bể điện thoại của người ta như vậy là không đúng. Với tư cách là người giám hộ của cậu, tôi phải có trách nhiệm chứ. Họ bàn tán về chị đó. Vậy mà chị còn kiểu đó nữa. Rồi sao? Có rất nhiều người bàn tán về tôi. Chẳng lẽ cậu đánh hết người ta sao? Nên là sau này cậu đừng vì tôi mà đánh nhau với người ta nữa. Tôi chỉ cần người thân hiểu tôi thôi. Còn người khác nghĩ gì tôi không quan tâm nữa đâu. Thank you.
nay chị đừng mà phải họ ra đường nữa. Nhật đâu có đi học đâu. Vậy đi chứ tôi. Đi đâu? Vậy đi, hôm nay sinh nhật tôi đó. Chị xạo quá à. Sinh nhật chị qua rồi. Trời ơi. Vậy đi, hôm nay mới là sinh nhật thiệt nè. Vậy hôm nay đang sinh nhật hả? Hôm nay sinh nhật của tôi đó. Vậy mặc đồ đẹp đi ăn sinh nhật coi. Tưởng được đi ăn sinh nhật, ai dè chị cũng biết thằng người khác quá ha. Tôi thích chơi trò này lâu lắm rồi, bữa giờ rủ Triều nó không chịu đi. Ảnh thật là sáng suốt đó. Tôi thách cậu lên tới đỉnh đó. Chị leo đi, khỏi thách tôi. Tôi biết tôi leo không nổi đâu. Đi leo núi, đi lòng vòng cả ngày, vậy mà còn ngoan ngút cao nữa. Đi leo núi, người ta có phát cho đôi giày leo núi mà. Đi lại, tôi toàn giày cao gót không à. Vậy để tôi mua cho chị đôi bata. Không có được, người ta nói đang thân nhau mà tặng giày là mỗi người một nơi đó, tôi sợ lắm. Người ta nói thôi. Tôi không biết, nhưng có kiêng có lành. Có kiêng có lành nữa hả? Chị có mệt không? À, hay là mình qua bên kia mua cái gì ăn nha. Mà nè, bắt tôi cổng hoài sao? Mà chị ngủ rồi hả? Tôi đau bụng quá à. Hả? Đau thắt lại đó. Tôi nghĩ chắc tôi bị đau bao tử rồi quá. Chị có sao không vậy? Đến bệnh viện rồi, chị ráng nha. Người nhà của tôi bị đau bao tử.
Chào anh. Theo chúng tôi chuẩn đoán, cô ấy không phải bị đau ruột thừa mà là ung thư dạ dày. Anh nên tìm cách nói cho cô ấy biết, vì bệnh đã bước sang giai đoạn 2. Chỉ cần cô ấy nhập viện và nghe theo sự hướng dẫn điều trị của chúng tôi, chắc chắn tình hình sẽ khả quan hơn. Chị ấy không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện vài ngày để kiểm tra thôi. Anh đi làm phim, anh với tỉnh lận, tháng rưỡi nữa anh mới về. Anh đi làm đi, có em ở đây rồi. Em sẽ chăm sóc cho chị ấy mà. Ừ, vậy nha em nha. Ừ, bye bye em. Mắt cơm, mắt cơm. Mẹ lên. À dạ dạ dạ. Ôi trời, khóa rồi. Trời ơi, chắc phòng này quá. Ê Dương, ở đây nè. Trời ơi, bệnh viện người ta làm như đi tham quan vậy đó. Ê Dương. Ủa, hai người không đi học hả? À, có, tụi tôi vô thăm Lily xong rồi đi học nè. Thôi phòng đi, phòng Lily ở đây nè. Trời đất ơi, ở đây làm như kiếm chết rồi. Vậy rồi hả? Ăn cháo nè, mới mua còn nóng lắm. Em chào chị. Em chào chị. Em mua trái cây đến thăm chị nè. Em gọt trái cây cho chị ăn nha. Gọt đi, nó nhiều quá. Chị bị bệnh, ai không hỏi thăm. Sáng giờ tôi nhận biết bao nhiêu cuộc gọi. Đúng là người nổi tiếng có khác. Tôi muốn xuất viện. Sao được, chị còn yếu lắm. Ăn uống không điều độ như chị, bị đường tiêu hóa là đúng rồi. Tôi khỏe rồi, làm gì xuất viện cho tôi đi. Không được, chị cần phải tĩnh dưỡng. Về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Thôi, ăn cháo đi, vài ngày nữa rồi tính. Tôi không sao, sao không được xuất viện? Sao tôi biết được? Chắc là bác sĩ muốn... Muốn tôi làm phẫu thuật và quá trị ung thư trong vòng 8 tuần. Đi, đi. Chị Lily sẽ ổn thôi, Dương đừng lo lắng quá. Ừ. Hay là chiều họp xong á, tôi chạy qua phụ Dương nha. Không cần đâu. Chị của Dương cũng như chị của Hy An mà. Hy An, Lily không phải là chị của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ Lily là chị hết. Không phải là chị, vậy là mối quan hệ gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nó rất đặc biệt, nhưng không phải tình chị em đâu. An hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn An nha. An đi về nha. Nè, có một người rất tốt luôn bên cạnh An. An không biết hả? Tới rồi kìa. Cảm ơn nha. Hai người đi học đi, tôi gặp bác sĩ cái. Ờ, đi đi. Nước của bà nè. Thôi, uống hai chai luôn đi. Gì kỳ vậy? Ê, đợi với.
Sao không vào phòng nghỉ đi? Đứng ở đây cho có gió thoáng chút thôi mà. Mấy hôm nay chắc cậu mệt mỏi lắm. Vừa đi học vừa chăm sóc cho tôi. Có gì đâu. Hôm nay trời nhiều sao ghê á. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy sao như vậy á. Người ta nói mỗi một người trên đời đều có một ngôi sao hộ mệnh. Không biết ngôi sao của tôi ở đâu ha. Đằng kia kìa, ngôi sao sáng thứ hai, kế bên ngôi sao sáng thứ nhất đó. Ủa, mà sao lại là ngôi sao sáng thứ nhì? Vì ngôi sao sáng thứ nhất là tôi mà. À, có cái này đưa cho chị nè. Đẹp quá. Nhưng mà người ta nói những người đang thân nhau tặng dài không có tốt đâu. Cái đó tôi có tìm hiểu rồi. Cái đó chỉ dành cho những người đang yêu nhau thôi. Cái đó chỉ dành cho những người đang yêu nhau thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng. Nhưng mà tôi đâu có thích giày bata đâu. Cậu tặng tôi không mang cũng vậy à. Sao cậu không tặng tôi cái khác đi? Thôi, tôi vô ngủ đây. Cậu cũng về ngủ đi. Hôm nay không cần ở lại bệnh viện với tôi đâu. Anh không muốn em nói dối làm trái tim anh thầm đau. Anh chỉ muốn em bên anh và nói yêu anh thật nhiều. Vì người anh thích là em, chính em. Qua này được không? Người ta nói nếu tặng dài cho người mình thích kèm theo một nụ hôn thì hai người sẽ mãi ở bên nhau, nên là cứ yên tâm mà mang đi. Sau một thời gian hóa trị, chúng tôi phát hiện ra cô Lily có biểu hiện của chứng cổ trướng, nên chúng tôi đã phải tạm ngưng việc hóa trị và có thể không phẫu thuật được. Vì hiện tại số lượng tế bào máu trong người cô ấy rất thấp, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ anh nên để cho cô ấy có một tâm trạng thật tốt. Chào anh. Một tâm trạng tốt sẽ giúp tăng cường các tế bào miễn dịch để cơ thể chống lại bệnh tật. Điều này rất cần thiết cho việc điều trị bệnh ung thư. Cô ấy cần phải chấp nhận sự thật là mình phải sống chung với các tế bào ung thư, nhưng cũng phải tin vào sức mạnh của hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể nữa.
Bác sĩ nói khi nào tôi được phẫu thuật? Sắp rồi. Rồi chị sẽ được phẫu thuật mà. Có muốn ra ngoài cho thoáng không? Ừ. Để tôi giải giùm cho. Level 8. Là Lương sư phụ. Học cô đó ở đâu vậy? Có mấy đứa bạn đó. Rồi anh sẽ phải dừng theo những tháng năm, và em cũng sẽ quên anh thôi. Nhưng mà cát sóng gió dù cho không còn theo bước dáng em, nhưng sẽ luôn nhìn em từ nơi xa. Và em có thứ hỏi tại sao đang yêu nhau anh chia tay. Chẳng phải do anh yêu một ai, vì thời gian không cho anh được bên em. Sợ một mai khi em thức dậy chẳng có được ai ôm lấy. Anh sợ thời gian bên em chỉ làm cho anh càng thêm quyến luyến. Vì anh chẳng thể sống tìm để bên em như lúc em muốn. Khi hết bệnh, tôi muốn làm gì nhất? Tôi muốn cùng một người đặc biệt đi du lịch ở một nơi nào đó thật đẹp. Người đặc biệt là ai? Chắc cậu thích người đó lắm hả? Tôi không thích người đó lắm đâu. Không thích sao? Ừ. Nhưng không hiểu sao trái tim của tôi nó chỉ dõi theo người đó, chỉ nhớ về người đó mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ chắc nó thích người đó rồi. Thích lắm. Đưa Lê Hường đây. Bà bị sao vậy? Cậu bị sao vậy? Tôi không sao. Về phòng mình đi.
ổn rồi. Tôi ổn rồi. Thật ra cậu là ai? Tôi đã nói rồi, ngôi sao sáng nhất là tôi đó. Vì tôi là thần hồn mệnh của cô mà. Sau này cô phải sống thật vui vẻ. Anh nói cứ như là anh sắp đi xa rồi. Cô lớn lên lưng hơn. Sao tôi ở xa cô được? Vậy thì anh xuống đây đi. Anh xuống đây đi. Cô đừng khóc. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô đừng lo. Sợ muốt mãi khi em thức dậy chẳng có được ai ôm lấy. Anh sợ thời gian bên em chỉ làm cho anh càng thêm quyến luyến. Vì anh chẳng thể sống tìm để bên em những lúc em muốn. Rời xa em là thế. Thật kỳ lạ, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Vài hôm trước, tôi có thông báo với anh Dương rằng bệnh của cô đang có chuyển biến xấu và có thể không phẫu thuật được. Vậy mà bây giờ cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là một phép màu. Qua đêm nay thôi, anh sẽ quên hết. Anh mát nét môi em ngoan hiền, mà trong lòng anh còn bao điều muốn nói. Hay là anh sẽ cất nó trong từng lời ca đơn đàn và hát những khúc hát mang tên em, để từng tiếng nhạc này sẽ thay lời anh nói. Cho anh được hát những nỗi nhớ mang tên em, cho anh được hát lên ánh mắt như ngày xưa, nơi chỉ có anh trong tâm trí. Xin chào các bạn đến với chương trình Thật Là Nhất Real The Best. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với nhân vật Lily. À, phải gọi là bà chủ trẻ mới đúng. Chào Lily. Đúng. Xin chào các bạn. Mình được biết bạn đã vượt qua một cơn bạo bệnh và hiện tại bạn đang kinh doanh rất là tốt. Mình nghĩ bạn là một người rất có nghị lực. Tôi chỉ cố gắng thôi. Cố gắng sống thật tốt, cố gắng sống thật vui vẻ để giữ lời hứa với mẹ, cũng như là một người đặc biệt. Vậy là người đặc biệt có phải là người yêu của bạn không? Bạn có thể bật mí người ấy được không? Đó là một người rất đặc biệt. Một người đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Một người nhìn rất là lơ ngơ, nhưng mà tốt bụng và lúc nào cũng luôn mỉm cười. Tôi rất thích cậu ấy, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chưa thể nói một câu rõ ràng với cậu ấy là người tôi thích là cậu ấy. Tiêu ơi, Tiêu. Tiêu ơi, em có ở đó không vậy? Mở cửa cho anh với. Anh về đi, tôi không nghe gì hết đâu. Anh về đi. Tiêu ơi, về nhà với anh đi mà. Tôi không về đâu, anh về đi. Anh về mà lo ca hát của anh đi. Tôi sắp sang tới nơi nè. Anh có lo gì được gì cho tôi không? Hay là suốt ngày chỉ lo ca hát thôi? Gì trời, anh thi đậu rồi. Tôi không có tin anh nữa đâu. Suốt ngày ca hát
một tiền mà anh chưa vừa nó hả? Tôi mẹ mất mẹ gì anh đó, mấy mà nó không có trách đó. Tôi không có tin anh gì hết đó, anh đi về đi. Trời ơi, tôi khổ quá mà là trời. Được rồi, bây giờ em không tin anh cái gì. Anh có cái này cho em coi nè. Nè. Đó, coi đi. Cái gì vậy? Thì cứ coi đi rồi biết. Có tin anh cũng chưa muộn đâu. Tiêu ơi, em coi xong chưa? Sao không trả lời anh vậy? Alo, tôi xong việc rồi nè. Vậy tôi về tôi chở bà đi khám thai nha. Không cần qua đón tôi đâu, có chồng tôi rồi. À, mà bà biết tin gì chưa? Chồng tôi hả, vừa mới lọt top 20 của World Idol đó. Chồng em mà. Dữ quá. Hai vợ chồng bay cũng rảnh quá ha. Cãi nhau rồi lại làm quà. Thì vợ chồng lâu lâu phải sóng gió mới thú vị chứ. Chồng bạn qua đón mừng quá ha. Giống như là tống được của nợ vậy đó. Tất nhiên là phải vui rồi. Bạn bè mà vậy đó. Ừ, thôi nha, bye. Nhớ không em kia xưa, ngày mà anh đón em cùng hát vang ở trên đường dài, để ngày hôm nay anh chờ em cho giai điệu xưa được vang lên. Mỗi người sống trên đời đều có một điều kỳ diệu riêng. Có người nói rằng nếu bạn trung thành tin vào một điều kỳ diệu nào đó thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Và điều kỳ diệu của tôi chính là cậu ấy. Ê, Hi An ơi, tôi muốn nói với bà, hôm qua tôi suy nghĩ lâu lắm luôn á, mà tôi muốn nói lâu lắm rồi mà không biết nói làm sao. Mỗi lần bà đánh với bà la tôi á, tôi thấy khác với cảm giác mà mẹ tôi đánh với la tôi lắm á. Mỗi lần vậy tôi bực bội lắm á, mà không biết sao bà đánh với bà la tôi thấy thích lắm á. Tôi ước cho bà đánh tôi hoài luôn. Mà nói thiệt á, tôi thích bà lắm á. Nhớ những lúc bên cạnh em, anh cứ nghĩ sẽ mãi như thế này. Trời, nãy giờ bà để ta nghe hả? Ừ. Trời ơi. Nói nghe nè. Bình thường á, học giờ công dân á bị thầy bắt giữ quá nên phải luồn sau lưng nè, đỡ bị bắt nè. Luồn sau lưng á. Thấy tôi thông minh không? À, thông minh quá trời luôn. Mà nãy nói gì á, nói lại nghe coi. Trời, sao nói lại y chang được. Hay ha, lớn tiếng với ai vậy? Ý dạ. Ông lớn tiếng với ai vậy? Mượn vỡ chép bài chứ gì. Nhìn là biết. Lên lớp chép đi ha. À, mà giờ này có tật hay nói lảm nhảm nữa ha. Ê,
Ê, Hi An, Hi An. Trời ơi, ra có gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vui quá thì vui vậy? I love you. I love you. À, dạ, hả? I love you. Thôi, giờ này tại sao không vô lớp học mà còn đứng như vậy? Đi xuống, đi theo tôi ra phòng giám thị. Dạ. Đầu anh như là mấy năm rồi chưa gọi á. Ghê quá à, mùi vị kinh khủng. Thì anh bị nhốt trong lòng, có tắm gọi được gì đâu. May mà mẹ em cứu anh ra đó. Mẹ em bây giờ sao rồi? Mẹ em ở chợ làm chức hơi cao à. Ở chợ có một quy luật, nếu sử dụng phép thuật trái với luật tự nhiên, ảnh hưởng đến sự sống và cái chết, thì sẽ bị giam đến bóng tối. Cứ tưởng anh bị giam ở đó mãi rồi chứ. May mà mẹ em phát hiện ra được bệnh của em, cho dù anh không cứu thì bệnh của em cũng sẽ tự khỏi thôi. Nói cho cùng á, thì anh cũng đâu có làm gì trái luật tự nhiên đâu. Ủa vậy cuối cùng anh bị phạt không? Có chứ, vẫn bị phạt. Phạt gì? Phạt làm người trần luôn chứ sao. Ủa vậy cuối cùng anh hết phép rồi hả? Ừ, anh là người bình thường rồi. Vậy tính ra bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Nói tính ở chợ á, trên 200 tuổi. Không phải, ý em hỏi là tuổi dưới này nè. 18 tuổi. Hả? Vậy là ở dưới này em vẫn lớn hơn anh 6 tuổi hả? Ừ, chứ sao. Thôi, không chịu đâu, anh tìm cách nào lớn em 6 tuổi coi. Anh đâu còn phép thuật nữa đâu. Trời ơi, không được đâu, không chịu đâu. Nhưng nó đâu phải là vấn đề. Nhưng mà em sẽ bị mang tiếng là bà già lấy phi công trẻ đó. Em lạ thiệt. Em đã nói em không quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà. Nhưng mà nhìn vô người ta vẫn nói là em chị anh rồi sao. Anh tìm cách nào liên lạc với mẹ em đi. Gì? Mẹ có phép mà, nói mẹ biết anh thành 25, 26 đi. Thôi không chịu đâu, tự nhiên đang chạy bắt anh già. Ý anh nói ai già? Ai già? À đâu? Hả? Anh nói ai già hả? Dám nói em già nè. Không được nói em già nghe chưa. Ủa mà em đi gọi đầu, mang mang đôi chi vậy? Cho nó dễ thương, được không? Thấy ghê. Hả? Làm gì mà lâu vậy?